Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Và ngày hôm qua thì mình đã chính thức có được một cái lò ấp trứng rồng chạy bằng nước đầu tiên rồi nè. Rất là tuyệt vời luôn ha, từ rày về sau thì mình có thể ấp được hết cái dạng trứng mình để bên trong nhà rồi. Và em rồng ấp bằng cái lò ấp trứng rồng bằng nước đó đầu tiên là em rồng Halo. Hiện tại thì em này chỉ mới có cấp 18 thôi. Hôm nay thì mình sẽ gán nuôi cho em ấy đủ cấp để mình có thể cưỡi luôn á. Nhưng mà trước khi mình nuôi em ấy thì để mình cường hóa cây kiếm lên cái đã. Đây là một cây kiếm có thể nâng cấp sức mạnh đến vô hạn luôn nha. Chỉ cần mình chịu khó cày cuốc thôi. Và mình đã cày cho nó được 232 trên 256 rồi. Còn một xíu nữa là nó lên được cấp tiếp theo rồi đó. Mình sẽ cường hóa luôn ha. Coi nào, nó có đẩy. Ui, đánh bắt lùi hả? Sao không phải là sắc bén? Thôi kệ đi. Ép đi rồi mới mốt không ưa thì mình tách. Mình ép cái khác sao á. Giờ mình đang thiếu nên mình cần phải cường hóa lên. Wow, nó cho mình thêm Shade Blessing cấp độ 6 và Rank cấp độ 3 nữa cơ. Được, tương đối là ổn đó. Rồi bây giờ thì úi, rồng ngủ rồi. Rồng dễ ngủ vậy. Mình sẽ vô trong để làm một tí thức ăn cho rồng ha. Đây mình sẽ lấy xương ra. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lấy cái trứng rồng tiếp theo, là trứng rồng angle nè. Mình đem vô này mình ấp ha. Cho ấp đi. Đấy, nó chạy rồi nè. Vậy là mình có thể ấp được cái trứng rồng angle rồi nha. Trong lúc chờ đợi cho trứng rồng ấp thì mình sẽ đánh một giấc trước. Sáng thức dậy sẽ tiến hành chế tạo thức ăn cho rồng và nuôi rồng thôi. Không biết là rồng Halo khi mà lớn lên á sẽ tấn công ra cái quả cầu nước hay là quả cầu lửa gì hết à. Rất là tò mò luôn. Mình sẽ làm đây này, Dragon Treat nè. Dragon Treat làm thật là nhiều luôn. 13, 14, hết luôn. 26, trời đất ơi. Tốn cả đống cái thứ mà làm được có 26 cái đồ ăn cho rồng thôi. Mày cắn răng cắn cỏ cho rồng ăn biết sao giờ này, ăn đỡ đi em ơi. Ăn cho mau lớn nha. Đây. Mình chia ra để cho cái việc cho rồng ăn nó dễ hơn á. Đó, bây giờ đã lên cấp 20 rồi. Thông thường thì cấp 25 sẽ có thể cưỡi được rồng đó. Để xem coi có phải như vậy hay không nha. 23 rồi nè. 24 và 25. Đổ 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 cái đuôi bây giờ cong tít lò xo luôn rồi. Và như bây giờ mình đã có thể cưỡi được Halo rồi đó. Ô vẫn chưa. Ô, cái gì? Có một xíu sự thay đổi nha. Đối với những em rồng ấp bằng cái máy ấp rồng chạy bằng nhung nham á, cấp 25 là cưỡi rồi. Riêng em này cấp 25 vẫn chưa cưỡi được. Ái chà chà. Vì cấp mấy mới cưỡi đây? Ê, cấp 26 thì cưỡi được. Được. Ủa nhưng mà Halo chỉ có một tuyệt chiêu tấn công thôi. Buồn vậy. Chỉ có thể phun ra quả cầu lửa màu tím hả? Chứ không có biết phun lửa ha. Biết khạc quả cầu thôi chứ không có biết phun lửa. Thử tấn công coi. Trời, sao tấn công xong mình cũng bị cháy vậy? Kì vậy. Mình sẽ tấn công lại cái nữa. Ui. Được. Cũng im, có một kỹ năng nhưng mà Halo có vẻ rất là mạnh đó. Ui, đi đâu vậy? Lại đây nào. Lại đây. Mình coi mình có cái gì mình cho ăn không ta? Em này có ăn xương được không vậy? Nữa lại bay đi đâu nữa? Xuống đây con nào. Lì quá nha. Đáp xuống. À, ăn những khúc xương thì vẫn có thể giúp Halo hồi phục được. Vậy thì tốt, mình sẽ mang theo những khúc xương này để có gì mình hồi phục lại ha. Im rồi đó. Cộng đoạn cho Halo lớn lên. Đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ coi quả trứng angle của mình up tới đâu rồi. Nãy giờ mình nghĩ là up đã xong rồi đó. Lâu lắm rồi đó. Úi, vẫn chưa xong này. Để coi trung bình ấp một cái trứng vậy là tốn bao nhiêu nước nha. Hồi nãy là 10.000, bây giờ còn 6.000, tức là
mất hết 4.000 rồi. À như vậy thì tốn 4.000 nước thì mình sẽ ấp được một quả trứng. Được, được, biết rồi nha. Vậy thì mình sẽ ấp luôn cái trứng rồng vua luôn. Ấp như vậy thì sẽ không sợ bị thiếu nước đâu. Tại vì có 4.000 ấp được một cái trứng rồi. Đấy, cho vô. Đó, bắt đầu chạy rồi, bắt đầu chạy rồi. Và trong lúc này thì mình sẽ tiến hành kiểu như là cho quả trứng này nở ra. Đây là rồng Angle đúng không? Mình sẽ đặt tên là Angle. Angle. Đó. Sabon. Ui dồi ui. Đẹp thiệt sự luôn á. Coi kìa. Trời ơi, em này thức ăn ưa thích còn quý sợ tập hơn nó nha. Ăn táo vàng, cà rốt vàng mới chịu. Mèn đét ư. Mà đẹp thiệt. Phải công nhận một điều là em này cực kỳ đẹp luôn. Mình đang có 18 cái phần ăn nên mình sẽ chia ra. Em rồng này là 9 phần ăn. Còn cái em rồng vua là 9 phần ăn ha. Như vậy thì sẽ công bằng luôn. Ăn đi em ơi. Ăn đi. Ui giời ơi. Ăn cũng phong cách quý sợ tộc kìa. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Ăn là cũng phải ra dáng quý sợ tộc. Chứ ai như cái em rồng rồng nào không mất hôm bữa mới mất tiêu. Rồng Nightmare. Ăn ăn đúng kiểu ngấu nghiến luôn á. Con này là nó ăn kiểu quý sợ tộc á. Nè. Được, được. Ít ra cũng phải có một em rồng quý sợ tộc như vậy. Rồi ăn đi em ơi. Đổ lên cấp 10 à. Ồ. Thôi chịu khó đi, 11 anh giàu lên anh cho em ăn thêm ha. Trời ơi đẹp dữ trời. Nhìn mà ghiền luôn á. 11 bự lên á, cái dòng ở trên đầu á nó sẽ to hơn và nó sẽ rất là đẹp luôn á. Tại vì mình đã từng gặp rồng Angle bự một lần ở trên cái đảo bay rồi. Nhìn mà ghiền. Rồi và cái trứng rồng này ấp có vẻ còn lâu đây. Ui mà có vẻ gần hết nước rồi. Tốt nhất là bây giờ mình châm nước luôn đi. Đừng để nó hết mất công. Ảnh hưởng tới quá trình mình ấp trứng rồng á. Nào mình cải phòng cũng phải để cho nước nó đầy một xíu ha. Đó. Xong phiên, xong phiên. Rồi. Ấp trứng rồng các thứ nhiêu đây đủ rồi. Bây giờ tới lúc đi khám phá rồi. Với cả là mình muốn luyện cây kiếm có sức mạnh vô đến vô hạn này lên thêm một cấp nữa. Để coi coi khi mà lên cấp á thì sát thương nó sẽ tăng lên bao nhiêu ha. Mình đang rất là tò mò luôn. Đồ ăn cho rồng mình sẽ để vô cái rương này. Đó, để vô. Còn hai cái chìa khóa hôm trước mình lượm được nè. Mình không biết dùng trong cái công trình gì nữa. Để mai mốt gặp thì tính tiếp ha. Rồi, giờ thì mình sẽ kêu alo ra. Alo đâu? Đây, 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 đáp xuống, cục vàng, úi. Đáp vậy là không phải cục vàng của anh nha, đáp vậy là... Đây, 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 biết điều đó, lại đây cưng, lại đây cưng. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Quê. Ê quê lần hai nghe, quê lần hai nghe. Quê lần hai nghe. Đừng làm vậy nghe. Rồi, lại đây. Ui, gì đây, gì đây. Thiệt luôn á. Mình thấy cái em Halo này còn lì hơn cái em Nightmare hôm qua nữa. Lì thiệt sự. Mình sẽ để Angle ở nhà đi. Chưa. Mình sẽ điều chỉnh danh sách lại cái. Sleep, mình sẽ cho Angle ngủ đi, cho chắc ha. Rồi xong phiên, cất cánh nè Halo. Đi tới. Trời ơi, không nhận Halo, cánh đẹp thiệt á. Cánh phong cách Halloween á. Ủa? Ê khoan. Dừng khoảng chừng 2 giây. Đáp xuống. Ủa cái này là cái đảo gì vậy? Ủa? Wait what? Ủa sao tự nhiên ở đây có cái đảo này á? Nhìn kỹ coi có cái trứng nào ở đây không? Hay gì? À, hay là giấu trong gốc cây. Ủa, trong gốc cây cũng không có luôn. Ủa? Ủa, vậy là cái này là cái đảo trang trí chứ không phải đảo có trứng rồng hả? Chuyện không mày? Mang mang vậy? Để mình thử mình tò mò xuống dưới một xíu à. Mình nghi lắm. Nhiều khi nó giấu cái trứng rồng ở dưới á. Ui dưới này cũng không có gì luôn. À chắc tại mình đa nghi quá thôi. Thôi kệ vậy cho chắc ha. Chứ để em thôi, lỡ mà nó có giấu trứng rồng thiệt rồi sao. Rồi thôi đi Halo ơi. Suýt nữa thì ui con nhện. Để coi. Mình giết con nhện. Mình sẽ
Dẫn lên chỉ số ha. Được. Nói chung thì mình chỉ cần dùng kiếm mình đánh đánh gục một con là nó sẽ lên một một kinh nghiệm ha. Và mình gần đủ rồi. Ê, ở đây có chỗ bà phù thủy hay sao nè. Vô luôn tới cái củ kiệu với bà phù thủy luôn. Đáp xuống em ơi. Đáp xuống. Rồi, xong phiên hiện tại là 233 kinh nghiệm rồi, tiêu diệt bà phù thủy nữa. Phù thủy nè. Ui cái kiếm này bây giờ đánh một cái nó cho mình sức mạnh đã ghê đó. Đúng là kiếm có sức mạnh vô hạn mà. Rồi, và cái này thì nó sẽ cho mình một cái mắt kính nè. Trời ơi, đeo vô hơi bị ngầu nha. Sách bậc thầy. Kha boomerang. Wow. Quyển sách gì có chữ boomerang kìa, nhìn xịn đây. Còn mấy thứ còn lại thì tương đối là bình thường thôi ha. Ok. Để coi coi cái mắt kiến này mình đeo vô được không. Ui, mắt kiến đeo được đấy. Vậy thì hôm nay đổi đeo mắt kiến luôn. Hôm qua đội nón phù thủy rồi, hôm nay đội nón của... Ui, đeo mắt kiến á. Được ấy. Rồi, lại đây hello. Thiệt luôn á, hello cứ đáp chỗ nào xa xa mình không à. Mình thì cần đi liền mà cứ đáp xa xa vậy mất công không. Rồi, đi tiếp. Để coi coi. Ở đây á, thì mình thấy có tới hai em Thunder Room lận. Tỷ lệ cao rồi, gần đây sẽ có một cái tổ. Một cái tổ rồng Thunder Room nè. Lại thêm một cái chỗ giống như vậy. Ủa có khi nào đây là nhà của Thunder Room không ta? Có bạn nào nghĩ đây là nhà của Thunder Room không? Mình là mình đoán vậy đó. Tại vì Thunder Room bên đó mà hướng đi là từ đây qua đó vẫn được nè. Mà tiếc là dưới này mình không phát hiện trứng. Tại vì mình chưa có tìm được quả trứng em rồng nào mà sống dưới nước. Ồ có, hôm qua mới tìm được một trứng rồi. Để coi hôm nay có tìm được trứng thứ hai không. Chắc phải đi khám phá tiếp thôi. Tò mò quá. Đi qua đây. Nè lại gặp Thunder Room nữa nè. Ồ. Để tìm một cái trứng ra không. Chắc chắn luôn. Tại vì hôm qua mình đã gặp cái này rồi. Ủa đúng không nhỉ. Trứng rồng hay là. À cái này là cái ngôi nhà dưới nước thôi. Quên. Trứng rồng là cái khác. Ui cái này là cái chỗ mà có vàng á. Quên. Có một sự nhầm lẫn hơi nhẹ nhẹ ở đây. Rồi được 4 khối vàng á. Cũng tốt. Cũng có thêm vàng để sử dụng. Rồi chuồn thôi. Trước khi mấy con kia nó cà khịa mình. Ui thằng kia có em rồng gì đẹp vậy. Wow. Ủa cái nướng rồng đó mình như mình nhặt được rồi đúng không ta. Hình như vậy á. Kìa ở đằng kia còn có cái chỗ chứa rương nữa kìa. Đúng rồi. Đây là Storm Stratus ha. Rồng này thì mình đã có nhặt trứng rồi. Mình sẽ cố gắng farm thêm một xíu nữa. 10 kinh nghiệm nữa thôi. Cố lên. Là mình sẽ được lên cấp á. Vậy mình hồi hộp quá. Qua bên kia coi thử. À bên kia là chỗ của mấy tên pháp sư á. Được. Một lần như vậy cũng được vài tên pháp sư chứ không ít đâu. Em rồng qua đây anh cởi bay qua bên kia cho nhanh nè. Ui sao lọt xuống hang rồi. Oh no. Trời ơi em ơi. Lọt xuống hang mất tiêu luôn. Rồi phanh lại. Vô chiến đấu nào. Ê pháp sư nè. Vô chiến đấu em ơi. Ui mấy tên pháp sư này biết tàng hình. Nè tàng hình nè. Pháp sư hả, quýnh cho lật lề luôn. Có 3 tên nè. Một mình căng hết luôn. Em rồng chưa kịp ra tay nữa là mình đã xử đẹp hết rồi. Và sẽ cho mình một cái Ring of Icy Touch. Chiếc nhẫn này thì mình sẽ với cây tấn công với cây gậy phép băng á thì sẽ có hiệu ứng kiểu đóng băng á. Được á chứ. Cuốn sách Dark Crystal có dùng để làm gì không. À làm cây gậy phép bóng tối á. Ok. Cũng tương đối là nhiều đồ tốt đó. Rồi và bây giờ thì mình còn khá là nhiều đây. 9 cấp nữa. Ủa 9 kinh nghiệm nữa. Ủa đúng không ta. Ừ đúng rồi. 9 kinh nghiệm nữa. Cố lên. Con này hung dữ. Ủa nó gây ra cây sẻn vậy nè. Cây này hiệu suất 2 nhưng mà nó có cái dòng màu đỏ không biết có tốt không nữa.
Giữ đi. Tiếp tục farm nè. Cố lên, cố lên. Vài kinh nghiệm nữa thôi. Chẳng tiện ở đây có quái thì mình sẽ săn luôn. Ui, cao quá, cao quá. Nhẹ không tới. Chân hơi ngắn. Ba kinh nghiệm cuối cùng. À, mình sẽ coi coi có con nào khác không. Trời ơi, sao có con cáo nhỏ xíu vậy. Con cáo còn nhỏ chó sói con nữa nè. Dễ thương như trời. À, có bầu thủy, có bầu thủy. Thì ra bầu thủy này tới số rồi. Tới số rồi. Yes. Cố lên, cố lên. Ui, còn có con gì nữa kìa. Ngộ nghĩnh vậy. Trời ơi, mà mình đang cần farm á. Cũng là một kinh nghiệm cuối cùng luôn. Sorry nha. Xong phim, mình đã tiêu diệt được rồi. Và bây giờ cây kiếm của mình nó đã lên. Ủa, chưa lên cấp nữa. What? Ủa, đủ kinh nghiệm rồi mà. À, đây nè. Lên cấp 2 rồi. Cái kiếm mình đã lên cấp 2 rồi. Bây giờ mà khi mình đánh coi. Ủa, có cộng thêm cái gì không vậy? Sát thương nó vẫn vậy là sao? Ở kìa. Ủa, mình cứ nghĩ là khi mà lên cấp nó sẽ tăng sát thương chứ. Nhưng không. Nó trời ơi, mừng hộp rồi. Ủa, đây là em rồng ăn trái cây nè. Ace. Đẹp vậy. Cái đó là cái cung điện của cái rồng Storm Stratus chứ không phải là cô em này. Ủa, em ở đây rồi, cái tổ rồng em đâu ta. Để hôm nay mình ngủ chung như rồng Ace đi. Để coi sáng thức dậy rồng Ace bay đi về tổ không. Có gì mình đi ké về mình hốt luôn cái trứng. Đâu, rồng Ace đi rồi, rồng Ace đi đâu. Đi. Ê, ê. Lẹ, không thôi rồng ai đi mất bây giờ. Lẹ em ơi, ui nước sôi, cái gì đây? Em. Thấy chưa, thấy nỗi khổ của mình. Đấy, cứ như kiểu treo ngươi mình ấy. Bực thiệt. Wow nhé. Đi lẹ. Coi rồng ai đâu rồi. Thì rồng ai bay trên này nè. Được, bay đi cưng, về tổ càng tốt cưng ơi. Anh đang đợi đây. Ui, rồng ai đáp ở đây rồi. Ui, rồng ai thông minh quá, sợ mình biết cái trứng rồng hay sao á, không chịu bay về tổ rồi. Được. Ok, I'm fine. Rồi, mình sẽ cho rồng Halo thể hiện sức mạnh nha. Tấn công tên pháp sư coi nào. Ủa, tên phù thể coi nào. Đây, chuẩn bị, đáp xuống cái nhẹ. Rồi, tấn công nha. Ôi, cho thuốc. Trời, thuốc nè, một hit. Trời, thuốc nè. Hai hit là chết. Thêm một hit nữa. Này nè, ui, bắn hộp. Bắn hộp nè, ui. Ngắm hơi khó nha. Lại nào. Lần này thì cho văn dính dách luôn. Ui, em rồng. Em rồng mình gần đi rồi. No. Đáp xuống anh chữa thương nào. Lẹ đi. Trời ơi, còn phun cái gì nữa. Còn phun quá cầu nữa kìa. Bó tay luôn. Rồi ăn đi cho hồi phục lại giùm cái. Rồng Halo tuy mạnh thì có mạnh á. Nhưng mà kiểu hơi mỏng các bạn ạ. Máu rất ít luôn. Không phải là rồng tăng cơ rồi. Rồng này đi tấn công tầm xa thôi, chứ đánh sắp lá cà là mình thấy là không có tiềm năng rồi đó. Máu hơi ít. Không sao, từ từ lên cấp cao nó cũng nhiều máu thôi. Không gì phải vội hết. Ê, ở đây mình thấy còn có cái gì nữa cơ. Ui, oh no. Mình đánh nhầm. Em xuống đây mình coi thử coi. Giống như cái chỗ này nó có đồ lắm á. Ui, còn có cái chậu nữa. Lượm luôn. À, có vàng các thứ ha. Rồi, vô đây. Để coi, hình như trong... Nè, có rương, được. Mở ra. Ô, có nhện. Ok, mình bị vũ rồi. Khốn kiếp. Dám mê hoặc mình á. Trời ơi. Mê hoặc nè. Rớt cái gì đây? Mê hoặc cay lạnh nè. Coi, rớt vàng. Ui, dồi ôi, mê hoặc nhầm người rồi.
xuống cái chậu này. Cái chậu này cũng có thể có kim cương với ngọc lục bảo á. Nè, có ngọc lục bảo đó nè. Cũng khá êm. Hồi nãy mình thấy ở trong đây nó có cái con bét gì á. Lúc mở rương ra mình thấy có con bét màu đỏ đỏ, không biết là bét gì nữa. Ở đây thử coi. Ui, ở đây có con nhện Arit nè nữa nè. Lúc trước mình biết con nhện Arit nách rồi, bây giờ biết con nhện Arit nè nữa. Arit nè, Arit nè, Arit gót. Nhện, nhện này. Cho mình những cái bọt biển, ngọc lưu ly. À, cái này là bét giường. Ok. Mình có cái túi ngủ rồi nên mình cũng không cần bét giường cho lắm. Wow. Ở dưới nước á thì mình lâu lâu mình sẽ gặp những cái con rồng nước giống như vậy á, rồng hai đầu luôn kìa. Ui, nhìn ngầu thiệt á. Thôi, chắc mình... Trời ơi, con nào tấn công quá, cầu lửa ghê ơi. Ui, hello. Hello đi cà khỉa. Oh my god. Không hiểu luôn á. Rồng này rồng cà khỉa thì có chứ rồng hello gì. Đâu rồi, nó mất tiêu rồi. Bó tay luôn á. Thích cà khịa thiệt luôn. Hết cà khịa mình xong cà khịa những cái con rồng khác. Mình mệt với cái em này lắm rồi đó. Mệt mỏi nha. Gì đâu mà thích cà khịa dữ không biết nữa. Không rồi, đội hình của mình là có hai em rồng thích cà khịa rồi. Thứ nhất là Halo, thứ hai là Nightmare đó. Khó chịu thiệt cái chứ. Rồi, giờ chị chịu khó ra biển xíu đi. Ui, dưới nước kìa, kìa. Cũng có rồng nữa đó nha. Dưới nước cũng có rồng chứ không phải không khó đâu. Rất là đã luôn. Rồi, chơi, phanh lại. Mà thấy hai cái ụ đá này nghi lắm. Coi trong đây có trứng rồng không? Sao bây giờ mình gặp cái gì mình cũng nghi có trứng rồng hết vậy ta? Khao khát có trứng rồng nhiều quá. Giờ gặp cái gì cũng nghi có trứng rồng hết á. Ủa, cái này có phải là ổ đá rồi chứ không phải là trứng chỗ trứng rồng không? Ê, what? Oh, mình gặp đảo bay rồi. Nè, trời ơi, đây là đảo bay trên trời, cực kỳ to luôn. Trời tới rồi, hello ơi, lên em ơi, cố lên. Mình cùng Halo sẽ đi lên trên này khám phá thử. Ơ, sao nó dịch chuyển mình xuống dưới ở kia. Mình không biết trên này nó có rồng nào sinh sống không ta. Trên này mà có rồng chắc rồng nó đẹp lắm á. Thường thường mấy em rồng trên sống mà càng cao thì càng đẹp á, mình thấy vậy á. Rồng rồng Angle là một điển hình á. Nhiều khi vô đây gặp rồng hứa dữ luôn á. Rồi phanh lại xíu. Phía bên đây thì mình thấy có nhà của một vị pháp sư nè, không biết là độc hiền hay là hung dữ đây. Để mình vô đây mình kiểm tra thử mới được. Hy vọng là hiền nha. Cho cái nhà gì có chút ẻn vậy. Who lives here? Ai sống ở đây? Đây là một tòa tháp của một vị pháp sư. À, pháp sư này pháp sư hiền. Mắt bình thường á, mắt màu đỏ mới là pháp sư thứ dữ. Ở đây thì mình có thể trao đổi với người ta nè. Đó. Mình có thể đổi được quyển sách các thứ. Rồi đổi cuốn sách để nâng cấp lên những cái trình cao hơn á. Gậy nữa nè. Trời, mua ghẻ vậy. Nhiều khi mình mua được luôn á nè. Mua luôn. Trời, giá quá ghẻ mà. Nhưng mà mình phải nạp mana vô nữa. Nạp mana vô. Nạp vô. Đó, mình sẽ lên được một xíu mana á. Nạp hết luôn. Rồi. Mà mình có sách gì không ta? Hình như mình không có sách. Giờ không có sách thì sao mà... Trời ơi. Ơi, mình có cuốn nữa. Nhưng mà cái cuốn này trình master lận. Mình thì mới trình tập sự thôi. Ây da. Có bán sách gì giá rẻ không? Eo no, không có bán sách giá rẻ rồi. Thôi, bữa khác ghé. Bữa nay không có duyên rồi. Hết tiền rồi. Hết ngọc lục bảo rồi. Ok. Giờ thì mình sẽ kêu rồng ra để mình đi khám phá xung quanh đây mới được. Ở đây nào cưng. Đáp đất từ từ thôi. Đáp cái bẹp gì đó. Bó tay thiệt luôn. Rồi qua đây. Cái đảo này bự lắm. Bay lại vạn khúc này coi. Nè, bên đây vẫn còn nữa nè. Miệng đét ư. To giá man.
Và nhiều khi trong đây nó lại có những cái quyển sách phép á, nên mình sẽ ghé vô thử ha. Chỗ công trình này nè, chỉ chịu khó chiến đấu xíu ha. Đập cái làm spawn ra và nó sẽ cho mình quyển sách. Ê, im. Mảnh mana nữa nè. Nó đánh mình. Đánh mình hả? Mình có đánh bật lùi nha. Không sợ nó đâu. Té. Để coi qua đây nó còn có gì không. Nhờ có rồng nên mình mới bay lên đây dễ dàng và khám phá được. Chứ không thì dễ gì mà lên đây được. Trời, cái đuông trống à. Mèn đét ơi, nó lừa mình. Buồn rồi chứ. Rồi lại đây em, cho anh cởi cái coi. Không biết khi nào mới có được một em rồng ngoan ngoãn nghe lời mình hết nha. Ốm rài toàn gặp những em rồng tinh nghịch thôi. Nhưng mà kệ, vậy mình chịu. Lì lì thì anh vẫn thương thôi. Ở đây còn có ngôi làng phù thủy. Oh my god, quá trời phù thủy luôn nè. Trời ơi, ngồi chơi đồ xong rồi chúng đọc các thứ kìa. Hư hỏng. Phù thủy hư hỏng. Thằng này thì chơi đồ nè, chơi đồ mà không ngủ. Chơi mà không ngủ nè. Hư hỏng nè. Bắn hộp. Ngắm cho chuẩn nè. Chơi mà không ngủ. Chơi hello tấn công thôi. Mình sẽ cởi hello tấn công luôn. Vô. Nè, chơi đồ. Còn tên nào nữa? Tới số liền. Chơi mà không ngủ là tới số liền. Ồ, có cái giếng luôn nè. Có một cái găng tay. Găng tay này cho phép mình trèo hết á. Ồ. Được phải. Có cái găng tay này mình có thể trèo như con nhện nhá. Tốt á. Có xương nữa nè. Được. Giữ liền. Coi coi trong những cái nhà này còn có đồ không? Có đồ luôn. Quá trời những cái magic crystal, ổn pháp sư các thứ nè. Mấy cái này thì mình lượm được á. Lượm xong cái mình mặc luôn. Thời trang mà, thời trang là bất diệt. Cái gì mà gắn vô người được là gắn hết luôn. Chỗ này cái nhà hơi rèn rồi. Ui thôi đừng cà khẽ nữa em ơi, bớt cà khẽ em ơi. Rồi đây còn một tên pháp sư nè. Hai tên, oh my god. Chơi mà núp. Núp nè. Vô nhà luôn. Nó chơi mà nó núp ở trong. Ui, nó cho kim cương nè. Nhạc cấp 3 luôn. Quá dữ. Hai cái nhạc 3 luôn nè. Mình chỉ nhặt lấy một cái thôi. Tại vì mình... mà quên nhạc ở nhà mình có rồi mà ta. Đâu cần thêm quá nhiều nhạc như vậy đâu. Nhà mình có, mình chưa tách ra. Nên thôi mình sẽ không lượm để mình tiết kiệm cái kho đồ một xíu. Rồi qua tiếp những cái chỗ kế bên coi. Này nè, bây giờ mình có cái găng tay leo trèo kia, cái mình leo như con nhỏ luôn nè. Không khác gì con nhỏ luôn. Đây để mình biểu diễn cho. Trèo nè. Đó. Như con nhỏ luôn á, không khác gì con nhỏ luôn. Rồi, bên đây thì lại là chỗ họ rèn. Và... Từ từ. Chỗ cuối cùng. Có gì không? Có một chút magic crystal à. Hết à. Nói chung thì cũng được đi. Vô đây thì cũng có được một chút kim cương mang về. Cũng im. Trời ơi, ngủ khò ngoài luôn. Để coi cái trứng rồng của mình up tới đâu rồi. Cái trứng rồng vua vẫn đang trong cái quá trình up ha. Có vẻ là lúc mình đi xa quá nó không có lót ra được á. Anh thử ra là nó chưa có up xong. Đợi một xíu nữa cho nó up xong đi. Rồi chúng ta cùng nhau đặt tên cho rồng vua luôn ha. Còn mấy thứ lặt vặt mình tìm được thì mình sẽ cho lại vô trong rương nè. Hôm nay tìm được quá trời đồ liên quan đến phép thuật luôn á. Chắc ít bữa nữa mình phải học phép thôi. Tại vì mình dùng kiếm một thời gian rồi. Nên mình cũng muốn đổi sang dùng phép thuật các thứ. Đi cà khịa thích lắm. Rồi, mấy cái lặt vặt thì mình có thể vứt ra. Vứt vô đây. Có thêm mấy cái bọt biển nè. Trong tương lai cũng có thể thu phục được những cái em kỳ lân biển đó nha. Hơi bị đã. Rồi, xong phân. Giờ thì ra ngoài coi. Ui, trời ơi. Có mình kìa. Mình trèo lên tít trên này luôn. Ui, hồi nãy mình trèo kiểu gì mà lên tới trên kia luôn kìa.
quá dữ luôn á, trèo như nhện luôn. Thôi ngủ 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 đi, rồi sáng thức dậy ra canh cái trứng rồng vua là vừa rồi đó. Đây, ui ui, đó đó đó, thấy chưa thấy chưa, mình trèo lên trên kia luôn. Rồi gần xong rồi, gần xong rồi. Ui, hồi hộp quá, hồi hộp quá. Để coi coi, bây giờ ấp trứng rồng vua xong là mình sẽ ấp tiếp cái trứng rồng Storm Stratus á, là cái trứng rồng màu xanh xanh hồi nãy, là em rồng xanh xanh hồi nãy mình gặp trong chuyến đi khám phá đó. Rồi lẹ đi nào, lẹ đi nào, hồi hộp quá. Và mình sẽ cố gắng nâng cấp cái incubator này lên sớm thôi. Mình sẽ gắng nâng nó lên cấp 2 hoặc cấp 3 gì đó, để cho cái quá trình up này nó tiết kiệm thời gian một xíu nữa, để mình còn có nhiều thời gian hơn mình up những cái quả trứng rồng khác nữa chứ. Đây rồi, up xong rồi. Giờ thì cho tiếp cái trứng rồng kế tiếp vào ha, để cho quá trình up này diễn ra tiếp. Cho thêm nước nữa. Dạ. Hey, something. Giờ thì mình sẽ đặt tên cho em rồng vua thôi. Đây, rồng vua thì gọi là rồng vua thôi. Đây nè, ở đây là rồng vua được luôn hả? Wow, được thật sự. Đó, ui gì đáng yêu vậy. Úi vậy à. Trời ơi, lúc còn nhỏ nhìn đúng dễ thương luôn á. Nhưng mà cũng có một tí gì đó gọi là gai góc á. Chỉ mới là cấp 1 thôi mà đã to như vậy rồi. Bằng em gồng Angle cấp 10. Ôi gì, không, em gồng cấp 10 mà không bằng một góc của em gồng vua luôn á. Kích thước quá chênh lệch ha. Rồi mình sẽ cho ăn lên cấp 10 bằng với gồng Angle coi. Coi coi kích thước sẽ chênh lệch đến bao nhiêu nữa nha. Trời ơi, em này lớn nhanh như thổi luôn á. Nè, Mới cấp 5 thôi, bự hơn mình rồi. Mèn ơi, rồng vua có khác. Quá trời to luôn. Rồi, mà chuẩn bị cấp 10 nè. Cấp 10 mà đã khủng như vậy rồi. Mình nghĩ em này cấp 25 là bự hơn cái nhà mình là chắc luôn á. Nhiều khi bằng cái nhà kho luôn á. Quá xá to rồi. Nhìn gồng Angle đúng kiểu bé nhỏ luôn. Thôi, nói chung thì bự hay không bự thì mình đều cưng hết trơn à. Nhưng mà riêng em này, em này thì chắc mình phải đánh đòn 10 cây mới chịu. Bữa nay quá trời lì rồi. Lúc thì treo người mình, lúc thì đi cà khịa những cái con rồng khác thôi. Bó tay luôn rồng halo. Anh chắc bữa nào anh nha, đổi tên em mới được ra thành cà khịa chứ rồng halo gì. Đâu 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 đâu, nói cái bài đi, nói cái bài đi. Thấy chưa? Không hiểu. Bởi vì nuôi rồng cũng có nhiều cái lúc mình cũng khá là buồn cười với cái tính cà khịa của những em rồng ha. Nhưng mà không sao, mỗi em rồng thì sẽ có những cái đặc điểm riêng mà. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Tuy không có thêm những trứng rồng mới, nhưng mà bù lại thì mình đã biết được thêm một em rồng có năng lực siêu cà khịa, đó chính là rồng Halo ha. Và mong rằng những chuyến khám phá sau thì mình sẽ cùng những em rồng mới đi tìm ra những cái quả trứng rồng mới và những vùng đất mới ha. Rồi, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.